Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fastcare Channel, trung tâm thay mặt kính màn hình smartphone hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở video ngày hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc điện thoại Nokia 7.2. Mà sau thì các bạn cũng đã thấy rồi, nó hoàn toàn bình thường, đẹp không tì vết và không gặp vấn đề gì cả. Ngược lại thì mặt trước của nó đã rất tồi tệ, mặt kính của nó đã bị vỡ rất là nặng, kéo theo cái màn hình hiển thị cũng hỏng luôn các bạn à. Cảm ứng cũng không dùng được nữa rồi. Và trong trường hợp này thì chiếc Nokia 7.2 của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải thay thế toàn bộ một cái màn hình mới. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem toàn bộ các bước thay màn hình cho chiếc Nokia 7.2 này nhé. Nếu như các bạn đang có thắc mắc hay quan tâm với dịch vụ sửa chữa điện thoại thì hãy liên hệ ngay cho Fastcare để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Các bạn có thể tham khảo giá dịch vụ tại website fastcare.vn hoặc gọi trực tiếp vào tổng đài miễn phí 1800 2057. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào.